các bác, bây giờ làm em hỏi các lão này, chờ lâu lắm mới đến lượt thì cũng như chia sẻ là em không muốn vào dây cây này nhưng mà phải tỉa lá đi xem nào đã. Đấy thì mục tiêu là từ giờ đến trước 30 tháng 4 là vợ con là đón về, cho nên là phải giải quyết xong, không lúc đấy không làm được cái gì đâu các bác. Đấy, bên nhà thầu nó ép tiến độ kinh quá các bác. À đấy, còn ông đa này phải trồng lại, không không để bể nước nữa đâu. Bên sở y tế nó đi kiểm tra thấy nước này phiền lắm, mấy năm ngoái có cái dịch sốt xuất huyết này, nó lại sắp đi kiểm tra này. Thôi chả đẹp thì thôi trồng chậu. Đấy, mấy tháng rồi, đúng rồi, mua cây này mấy tháng rồi, hôm nào làm sẽ trồng và sẽ quay các bác xem, không thả nước nữa. Đây bây giờ làm con ổi này các bác nhé, tiền là giới thiệu lại các bác, con ổi dáng lão này. Bác xem, từng xem video của em đã từng quay cây này, nhưng lúc ấy nó không có lá, cây tùm như này. Đấy. Đây. Mặt này các bác xem dễ hơn. Nói chung là khó, rậm rạp quá. Đấy thì muốn để dăm tự nhiên chứ không có vào dây với cây này, hạn chế vào dây. Có vào dây thì chỉ vào dây cái cành lão buông xuống thôi. Đấy, bây giờ để các bác dễ nhìn em ha, tiểu hết lá nha. Đây, vừa khi tỉa bớt lá đi thì thuyết minh nó một tí các bác nhé. Cây dáng lão này, hiện tại em chưa có ý tưởng sửa dáng nó, cũng giữ nguyên dáng mới. Đây, có cái đường quái này. Em giật một cái cành lão buông xuống này, buông xuống chiếu xuống dưới này. Cây này là những cái bông tự nhiên thôi, chứ không vào dây các nhé. Sau chưa cả ngày lâu dăm nó càng rụt rịt lại, thì tự khắc nó đẹp. Nhưng mà ổi thì sẽ rất là lâu các bác nhé. Giờ để làm nha, tỉa.
đâu nhỉ? Ai gọi gì ở đó? Chưa quán để đâu? Chưa có quán để đâu? Chóng rồi. Vâng. Tỉa cây. Tỉa. Tỉa rút răng. Rút răng ổi. Chứ không có. Không có vào dây nha. Vào dây mỗi tí ở đây thôi. Tí nữa. Thank you.
đơn giản thế thôi. Chốt cái này đến cái quay nó tự mình. Sợ cái tính quyền lợi đó. Nó lại giống hồi xưa các bạn. Nhìn thấy chưa? Cái tay này thì nuôi đã xong rồi nó khỏe lên đã chứ bây giờ chưa bẻ vội, nó còn non quá.